Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Long 47 xin tổng hợp những video, những bài thơ chào năm cũ. Yêu ơi, cùng đồng thanh hô vang mừng hết dịch. Cuối thư, con gửi lời thăm gia đình, cùng bà con trên mọi miền đất nước Đắk Lắk ngày 9 tháng 8 2021. Tác giả Thanh Long 47. Thư mẹ gửi cho con mùa dịch Covid. Nơi quê nhà mẹ mượn bút ghi thư, ông bà cháu vẫn an bình như bạn trước. Mẹ kể tình hình quê mình ôi làng nước. Cô hai xóm trên đi trước ông bà, bệnh nhiều ngày không chịu khai báo ra, y tế khám chết là do lây Covid. Giãn cách ngõ thôn xóm làng chằng chịt, các ban ngành canh chốt trực nhiều nơi. Quá đau lòng không cho viếng con ơi, sai trái lời cấp trên phạt nặng. Quá đau thương cô tảo tần mưa nắng, lúc di quan lẳng lặng có 7 người đứng trong xa gào thét khóc kêu trời. Chia đôi ngã không có lời từ biệt, cảnh đau thương ngậm ngùi không tả xiết. Con cô Vi đâu cần biết lạ quen, hỡi bà con xin cửa đóng tha then cài. Lỡ ra đi không kèn không trống, ảnh hưởng gia đình lâm nguy nội dân. Giãn cách cô Vi dòng giống Việt ta, nhà thương hưng hòa quá nỗi xót xa. Gian nguy tắt liệm bà con tắt thở, ôi làm rương khó tìm xe chuyên chở. Quá nghi nan nào ai mở lòng đâu, xin ơn trời cứu độ lời mẹ cầu. Hết Covid Việt Nam mình hết dịch. Đêm đã khuya mẹ dừng bút gửi lời thăm các con cháu, chúc bà con chung tay phòng chống dịch Covid để Đắk Lắk ngày 17 tháng 8 năm 2021. Đắk Lắk ngày 26 tháng 8 năm 2021. Chỉ thị 16 ban hành siết chặt giãn cách. Dịch phát bùng lây nhiều vùng Đắk Lắk. Cà Rông Năng, Ma Đờ Rắc, Ê Ca, Cà Rông Bông, Hiện Chư Huynh, Cà Rông Na, E Hờ Leo, Chư Bờ Nga, Hồ Lắc. Xin kêu gọi hỡi bà con Đắk Lắk, nghị định ra siết chặt cách ly. Quá nghi nan nhiều biến chủng cô quy, nó lang thang tìm đường đi lây nhiễm. Lỡ dính vào cả gia đình nguy hiểm, bỏ buôn làng tri kỷ ra đi. Cảnh đau thương nhìn giây phút chia ly, hãy ngẫm xem thấy những gì thực tại. Ngày ra đi kẻ ở lại héo sầu, 100.000 người mãi vĩnh biệt chôn sâu. Ôi bi thảm những mái đầu ngây dại, bước ra đường bao hoang dại ép không. Lễ dính phải là nhận kiếp tan bồng, vĩnh biệt ông bao nghĩa tình chồng vợ. Khi chưa tới có nhiều người chưa sợ, khi tới rồi nói trả nợ nhân sinh. Quá riêng tư khi nghĩ được riêng mình, đất nước gọi hãy đồng tình tổ quốc. Cả thế giới gặp nguy nan khó nhất, trực chốt canh bao vất vả đêm ngày. Hỡi đồng bào vì tổ quốc chung tay, hết cách ly và đón ngày hết dịch. Ôi Đắk Lắk tôi nghiêng tôi mến thích, kéo cao cờ ôi Ma Thuật Tây Nguyên. Cha mẹ ơi ơi vàng hỡi linh thiêng, hỡi đại ngàn quyền ê đê nguồn gốc, cùng điệu múa chế rượu cần dân tộc. Thế giới hòa bình hạnh phúc nhân sinh, mừng hết dịch
Đắk Lắk ngày 26 tháng 8 năm 2021, tác giả Thanh Long 47. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, con đi vùng Củ Chi dập dịch, ở nhà mẹ vĩnh biệt vì Covid. Lời thư của con: đất Củ Chi ghi thư vĩnh biệt người mẹ hiền tha thiết Hà Giang. Mẹ tiễn đưa y bác sĩ lên đàn, mạnh mẽ lên hãy hiên ngang tiến bước. Chào mẹ yêu với bao điều nguyện ước, đất miền Nam đang lấn lướt dịch bùng. Là y sĩ với nghị lực kiên trung, cùng đồng đội viết chung lòng dập dịch. Nhận đường truyền mẹ con đã vĩnh tịch bệnh viện 5 ngày vì thiên địch Covid. Mẹ mẹ ơi, con biết phải làm gì, đâu cùng tận lòng sầu bi kể xiết. Giám đốc sở lập bàn thờ tiễn biệt, cùng đồng đội lời tha thiết chia buồn. Mẹ mẹ ơi, lòng ngón lễ trào tuôn, ngày vĩnh biệt không tròn vuông mẫu tử. Quỳ nén nhang lạy ngàn lần lịch sử, hãy đứng lên cùng quyết tử hy sinh. 10.000 người nay thiên cổ siêu linh, nắm chặt tay hãy đồng tình dập dịch. Nó ở mọi nơi và ưa thích con người, đừng đau thương, đừng mất mát như tôi. Cảnh chia ly nuốt nước mắt bồi hồi, xin cảm ơn thay mặt tôi tiễn mẹ. Lời cảm ơn tôi là chiến sĩ trẻ, chỉ thị ra xin mạnh mẽ cấp cách ly. Khắp mọi nơi hòa không khí Covid, ở tại nhà hãy chung vì cuộc sống. Người Việt Nam chung máu đào chiếu, cầu Địa Tạng mở lòng từ thấu hiểu. Sao nữ nhi lòng nặng trĩu tâm can, cha dạy khuyên công khó cực cưu mang. Đã nhiều năm không khối nhang thăm viếng, nắm mồ lạnh kiếp phù sinh linh hiển. Mở quan môn ba tri kiến lòng con, gái tam tùng nhận tứ đức làm tròn. Quỳ mộ cha ơi con bất hiếu, kính người dưng người sinh thành đệ thiếu. Tội đỏ đầy không siêu thoát đâu ba, tầng địa ngục bao hình cực xót xa. Tội bất hiếu xếp vào hàng cực đẳng, có kiếp sau tâm thẳng thắn đi tu. Cầu nguyện cha được an giấc ngàn thu, tiếng kệ kinh lòng công phu sám hối. Cầu Di Đà xin xá tội nữ nhi, kiếp trần đời nhiều ích kỷ tham si. Được cho mình còn những gì thôi kệ, xin Phật tổ hãy thấu lòng con kẻ. Lưu lại đời lưu sách vở ghi cho, Đắk Lắk ngày 5 tháng 9 năm 2021, tác giả YouTuber Thanh Long 47. Tháng Vu Lan con gái viết tâm thư gửi mẹ, quỳ tấm hương con mượn bút ghi thư. 40 năm mẹ ra đi không từ giả, bỏ lại con bước trường đời hối hả. Nhìn bầu trời ôi biển cả mênh mông, cứ chiều về cảnh trống vắng hư không. Nhớ như in mẹ ôm con âu yếm, gắn con nhé mẹ vuốt đầu cười mỉm. Phải thành tài theo quan điểm cậu Tư, cậu thành tài với bằng cấp kỹ sư. Nay mẹ yếu chứ không như năm trước, quá đau thương cuộc cuộc đời con đổi ngược. Học dở dang con cất bước theo chồng, cảnh khó khăn phải lội núi trèo sông. Bốn cháu nhỏ ôm nỗi lòng nhớ mẹ, tình phụ tử quá thiêng liêng mạnh mẽ. Vu Lan về thầy nhẹ nhẹ cài hoa, bông lòng trắng lòng thổn thức vỡ òa.
tình mẫu tử, biết trang hòa báo hiếu. Cảnh ngày đó biết bao nhiêu túng thiếu, tấm thân gầy, mẹ nặng kiểu lo toan. Nay khá hơn, mẹ đi mãi không còn, tổng thời kinh gửi lòng tròn chiếu thảo. Ba tiếng chuông vọng tâm từ điểm báo, cầu linh hồn mẹ được cảnh tiên. Không suy tư, không lo nghĩ muộn phiền, cảnh bồng lai mẹ đến miền cực lạc. Bốn lạy này mẹ cho con thân xác, sống tứ đức biết thiện ác Phật tâm, sống tam tùng nhân đức phước. Đêm mầm sống bao dung, đừng sai lầm lẽ sống, sống thiện lương biết đạo đời nổi giống, sống hiền hòa biết gió lộng trời cao. Lời mẹ dạy con ấp ủ tự hào, lưu cháu con biết đường nào chánh pháp. Lời mẹ dạy là sử thi phúc đáp, gửi tâm từ đến vạn pháp chư tôn. Đắk Lắk ngày 8 tháng 9 năm 2021, tác giả YouTuber Thanh Long 47. Mối tình mùa dịch Covid, chuyện tình tôi kể. Thư Đắk Lắk gửi về anh yêu nhớ, hai tháng nay vì cách trở Covid, ngày ôm chăn em ôm mối tình si. Ôi da diết nhớ những gì đôi mắt, nhớ môi hồng làm tim em quặn thắt. Môi kề môi vòng chặt lưng eo, tim cờ tim hòa nhịp đập thác reo. Em ư ứ vẫn hòa theo nhịp thở, tay đang tay và cái lần mãi nhớ. Ôi lân lân có sách vở nào ghi, siết lưng em anh hổn hển những gì. Anh yêu nhớ tháng nhiều tháng đi không gặp, hứa đi anh hứa là anh bù đắp, cho hồn em đi dạo khắp tầng mây. Con Covid làm chia rẽ tình này, cố giãn cách rồi mai đây gặp nhé. Á Sơn Hà mình em là đứng nhất, so ngai vàng đổi cung bậc tình yêu. So con người bao hồn phách ngã như siêu, so sức khỏe em là liều thuốc quý. So thời gian thiên tình trường vạn lý, rộn nhịp tim một tí chí trai hồng. Xét bầu trời làm gió bụi văng tung, xét con tim bao biển tình dậy sóng. Xét ái tình cả một đời mãi ngắm, ôi tim rung làm lay động đất này. Xét ái tình dù đổi vá trời mây, xét ái tình làm đất cây rung động. Tiếng xét ái tình Đắk Lắk ngày 29 tháng 9 năm 2021, tác giả Thanh Long 47. Vợ khuyên chồng nên từ bỏ ma túy, 7 năm rồi chồng hỡi ta lấy nhau, nỗi đau còn cực nỗi đau vợ chồng. Đêm năm canh vợ tựa cửa ngóng trông, kiếp đời sầu thảm qua sông lũy đỏ. Ôi vàng vàng gom góp cha mẹ cho, ngày đêm bốn tử của kho lưỡi tàn. Chồng ơi em lòng dạ hoang mang, vợ hay ma túy đôi đàn chọn đi. Đạo vợ chồng hỡi tứ khổ sinh ly, bữa ăn đâu cháu khốn vì vợ con. 3 năm chồng giáo dưỡng mỗi mòn, quyết tâm từ bỏ để còn tình chung. Ôi phận người nhận bí cử tham cung, người nay quyết bỏ ôi hải hùng tiên nâu. Hứa cùng em anh chia sớt nỗi sầu, dìu em đi hết nhịp cầu tri âm. Thanh Long 47 xin tiếp bài thứ hai. Ma lực tiên nâu giết đời anh, đau thương cùng cực ai dỗ dành. Vợ người ân ái chia lẽ sống,
anh cứ vô tình phận hay danh, tấm thân đối rét người khinh ghét, đâu xót thân tàn thức thâu canh, viết tỏ năm lần thôi ma tí, vuông đất đời em ngắm trăng lành. Một đời lầm lỡ người thương cảm, vì vợ vì con biết đấu tranh, làm người ý vị đời một kiếp, cùng nắm tay em ngắm trời xanh. Tiếp tục bài thứ ba. 7 năm anh lỡ xa chân, ôi con ma tí tấm thân điêu tàn, một đời lòng dạ hoang mang, nghĩa trang hè phố ngổn ngang kiếp người. Người nhìn đôi mắt triêu ngươi, người nhìn dòm ngó thầm cười khinh khi, người nhìn loạn chọn bước đi, người nhìn thương cảm sầu bi kiếp người. 7 năm đối rách người ơi, 7 năm cùng cực đơn côi mỗi mình, 7 năm làm bạn thần linh, 7 năm đình miếu nhục vinh nếm mùi. Từ nay nghĩ đến thân tôi, từ nay quyết bỏ tìm vui họ hàng, từ nay hứa với xóm làng, từ nay xa lánh tánh nàng tiên nông. Tác giả Thanh Long 47. Tập 2: Con khuyên bố bỏ ma tí. Ngày 2 buổi con vùi đầu sách vở, học sao vô nhìn phong cách của ba. Chú cậu tư mãi xa tánh không qua, đời con khổ thế sao mà học thấu. Ông bà ngồi đã hết nhờ biếu vấu, ông bà sầu nhìn ai xấu hả ba. Ông bà nội ngày chấp viết xót xa, cảnh nhà ta nay thế là đã hết. Quá đau thương nhìn ông bà ngày Tết, cảnh thương đau đôi đũa lệch nhà ta. Bạn bè con nhìn áo mão kêu xa, bạn bè nói nó là nhà tiêm chích. Ngàn lễ này vì họ hàng thân thích, nàng tiên nâu là thù địch đó ba. Hãy vì con bỏ ma túy cần xa, hãy vì con vì ông bà bóng sớ. Tâm lễ ba vì tứ bề dòng họ. Tiếp bài 2: Con đã trách bố vì nghiện ma tí. Con đã sinh ra đến bây giờ, đau buồn cùng cực bạn bè thờ ơ, học hành xa suốt tình thiếu vắng, một mình lui thủi cảnh bơ vơ. Hay con đi trước không nhìn thấy, ngàn nỗi sầu bi cứ đến chờ. Chất độc tiên nâu ôi ma túy, cả xóm họ hàng đắp kinh chơ. Lần cuối lạy này ba kính nhớ, dứt bỏ tiên nâu cứu đời con, quyết bỏ hôm nay dùng ý chí, hãy nắm tay con làm dùng vũ khí nhé ba. Vì tôi bỏ ba hay tiên nâu, nhìn ba đôi mắt thâm sâu không còn, ba nhìn âu yếm gọi con, nhìn ba thầm tái yếu hoan hôm nào. Đây là bài thơ quan trọng chia tay năm Quý Mão và đón chào năm Giáp Thìn 2024. Xin các bạn lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Long 47 xin tổng hợp những video, những bài thơ chào năm cũ, năm 2023, Quý Mão. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47. Nếu có gì sai sót, xin được lượng thứ. Xin các bạn ủng hộ tiếp kênh YouTube Thanh Long 47. Không quên đăng ký ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47. Xin đa tạ và cảm ơn. Đây là bài thơ chào năm cũ Quý Mão, tiễn đưa người yêu năm cũ về với bên kia cuộc sống. Thư gửi em mùa dịch Covid, 2 tháng nay không nhận được thư em, bị giãn cách dịch đường truyền bưu điện. Vì Covid
cùng chung tay thực hiện. Hết dịch rồi, chung thờ nguyện bên nhau. Người Việt Nam cùng chơi chia sớt nỗi đau. Người ra đi bao nhịp cầu chia cắt. Người ở lại hãy nắm chặt yêu thương. Người yêu ơi, đêm ngày nhớ vắng vương. Em yêu ơi, cả đêm trường thao thức. Nhớ dáng em, lòng tim em.